Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Buổi chiều hôm nay thì rất là bận rộn nên bên cả anh em tiếp tục lên đường trang bị âm thanh cho các anh em khách hàng nhá. Đấy, từ những cái bộ combo bên em đang có chương trình giảm giá đặc biệt đấy các bác. Những cái bộ combo sản phẩm đẩy vang mic anh em đặt hàng rất là nhiều và em cũng cảm ơn các anh em khách hàng. Hiện nay thì những cái bộ sản phẩm bên cả anh em đang giảm giá ít nhất cho anh em từ 500.000 trở lên. Để các anh em tha hồ mà lựa chọn trang thiết bị âm thanh tốt nhất, chất lượng nhất và rẻ nhất tại cửa hàng em. Và nếu như anh em đang cần mua trang bị âm thanh, đặc biệt là với những mẫu sản phẩm như là đẩy vang mic thì hãy đến cửa hàng em nhé. Đẩy ETC liên tục phục vụ anh em khách hàng và còn rất nhiều trang thiết bị âm thanh nữa trong buổi ngày hôm nay lên đường anh em khách hàng. Các bác nhìn thấy ạ. Đấy, đơn hàng thì vẫn đang miệt mài đóng hàng tiếp phục vụ anh em khách hàng nhé. Còn rất nhiều đơn nữa để phục vụ anh em. Đấy, những mẫu sản phẩm như là lưng tiếng TDC1000 này, anh em lấy toàn 2-3 chiếc một thôi, các bác thấy chưa ạ? Đấy, lưng tiếng TDC1000 toàn 2 chiếc một thôi. Và hơn nữa thì còn rất nhiều trang thiết bị như quản lý nguồn ETC D.0 này, với vang JBL S8 Plus này vẫn đang lên đường và phục vụ anh em khách hàng nhá. Và còn rất nhiều sản phẩm nữa. Vang LS XM18 bên em đã báo cho anh em khách hàng rồi. Về số lượng cực kỳ lớn được các anh em lựa chọn trong buổi video ngày hôm nay, bên em lên sóng tiếp tục cho anh em với trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là với những trang thiết bị âm thanh lẻ. Anh em đang có nhu cầu với sản phẩm thiết bị âm thanh giá lẻ, giá xỉ đến ngay với cửa hàng Tùng Audio. Đấy, bên em thì luôn luôn cho anh em kiểm tra hàng và thanh toán sau rồi. Đó gì bên em hỗ trợ trực tiếp khi anh mua hàng nhá. Đấy, và bên em sẽ tặng thêm dây jack khi các anh em mua hàng tại cửa hàng em. Ngoài các cái link phụ kiện đã có ở trong hộp, bên em sẽ tặng thêm dây jack cho anh em kết nối xuống các thiết bị âm thanh cơ bản. Được các bác đấy. ETC-D.08 các nhá. Quản lý nguồn 1.1 triệu một con. Lưng tiếng TDC-1000 dường như là sắp hết hàng rồi các bạn. Em thấy là hàng vừa mới về thôi. Nhưng mà hiện tại trong kho nhà em còn đâu đó hơn 50 con nữa. Nhưng em nghĩ là khoảng tầm ngày mai ngày kia thôi là hết. Nên là anh em nào đang có nhu cầu liên hệ ngay với bên Tùng. Lưng tiếng TDC-1000 giá cực kỳ rẻ và chỉ có 1 triệu đồng một con thôi. Với những mẫu quản lý nguồn này, các bác thấy bên em lên đường rất là nhiều phục vụ anh em khách hàng. Combo gia đình cho anh em. Vang JBL S8 Plus Mix 23, lưng tiếng Lexo 88. Đấy, đầy đủ dây jack bên em hỗ trợ tiếp cho anh em. Đẩy thì có này các bác, đẩy đây. Đấy, cho anh em cần đẩy thì đến ngay cửa hàng em. Đẩy ETC S800 lên được phục vụ anh em khách hàng. Chọn bộ cùng với combo. Giá rẻ có, giá xỉ lẻ có cho anh em. Đấy, anh em chỉ cần đặt hàng thôi, còn việc còn lại cứ để bên em lo nhé. Hàng đến tay các bác anh em được kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký kênh YouTube Tùng Audio để cập nhật những video mới nhất và liên tục nhất bên em các bác nhá.